chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Kính thưa quý bà con, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính mời quý bà con cùng đồng hành cùng với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Tỉnh Lâm Đồng phát triển mạnh về diện tích cây ăn trái các loại, hướng đến mục tiêu đạt 25.000 ha vào năm 2020. Đà Lạt phấn đấu nâng tổng diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt 80-85% trên tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp vào năm 2025. Khẩn trương tìm đầu ra cho hàng ngàn tấn mực khô Quảng Nam. Thưa quý bà con, cùng với nhiều loại cây trồng chủ lực như rau, hoa, trà, cà phê và điều, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang phát triển mạnh về diện tích cây ăn trái các loại của địa phương. Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 20.000 hecta cây ăn trái các loại, trong đó một số sản phẩm chủ lực như sầu riêng, bơ, hồng, chanh dây, bưởi, cam và quýt đường. Với một địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển diện tích cây ăn trái, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn trái, tập trung vào các cây trồng có giá trị kinh tế cao và đặc trưng riêng của địa phương. Song song đó, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác về trái cây, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, mở rộng thị trường bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển thêm khoảng 5.000 hecta cây ăn trái các loại. Liên quan đến câu chuyện sản xuất tại thành phố Đà Lạt, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp tại Đà Lạt đã được thực hiện từ thập niên 1990 của thế kỷ trước và đã triển khai mạnh mẽ từ năm 2004. Ngành sản xuất nông nghiệp của Đà Lạt đã mang lại nguồn thu nhập, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế chung của thành phố. Tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp, thành phố Đà Lạt đã có những định hướng cụ thể phát triển đến năm 2025. Theo đó, Đà Lạt tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh và của cả nước, là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao trên thị trường trong nước và khu vực. Theo đó, định hướng đến năm 2025, thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục duy trì diện tích canh tác nông nghiệp, tăng diện tích ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí để nâng tổng diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt từ 80-85%, 8.400 hecta đến 8.950 hecta trên tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp, nâng giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 500 triệu đồng một hecta một năm. Đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng đồng bộ các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các đối tượng cây trồng chủ lực như rau, hoa, chè, cà phê và cây dược liệu, cây đặc sản. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp như sau: trồng trọt 85%, chăn nuôi 5%, dịch vụ 10%. Có ít nhất từ 80-85% diện tích được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và bền vững. Thưa quý bà con, cũng trong định hướng phát triển của mình, thành phố Đà Lạt đang đẩy mạnh hỗ trợ việc phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn về số lượng và quy mô. Trong đó, đáng chú ý sẽ là tập trung hình thành chuỗi liên kết giá trị trong hoạt động của hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay, thành phố Đà Lạt có 80 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, 14.500 hộ nông nghiệp. Bên cạnh đó, có 34 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và có 22 tổ hợp tác phối hợp hỗ trợ hình thành xây dựng được 20 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 5 làng nghề trồng hoa truyền thống góp phần tạo mối quan hệ và ổn định sản xuất giữa doanh nghiệp và nông hộ, hỗ trợ áp dụng tốt quy trình kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao và ổn định đời sống nông hộ. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền luật, rà soát điều lệ, tổ chức hoạt động của hợp tác xã, bảo đảm phù hợp với quy định luật hợp tác xã, khuyến khích việc thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác trong các lĩnh vực ngành nghề, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Liên tục chương trình, khẩn trương tìm đầu ra cho hàng ngàn tấn mực khô Quảng Nam. Nuôi theo hai giai đoạn, nông dân trúng tôm càng xanh trái vụ. Chuyên mục con số hôm nay, 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam chi gần 1,9 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa góp ý cho nội dung của dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 36 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm dịch thủy sản.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp, đây là thông tư mà đầu năm nay nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đã gặp vướng mắc khi nhiều lô hàng cá ngừ nguyên liệu nhập khẩu gián tiếp qua cảng trung chuyển không được kiểm dịch để thông quan. Cụ thể, các doanh nghiệp thủy sản cho rằng dự thảo cần bổ sung thêm thủ tục kiểm dịch thú y cho phù hợp với thực tế hiện nay. Đó là trường hợp tàu đánh bắt cập mạng tàu vận chuyển ngoài biển để sang hàng từ tàu đánh bắt sang tàu vận chuyển, sau đó tàu vận chuyển giao hàng tại cảng Việt Nam. Lý do, trường hợp này cả tàu đánh bắt và tàu vận chuyển đều không vào cảng trung chuyển để sang hàng. Hiện tại, cơ quan thú y sẽ không chấp nhận khai báo kiểm dịch do không có hướng dẫn trường hợp này trong thông tư 36. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề nghị Cục Thú Y xem xét nên có hướng dẫn cách ghi các hạng mục trong mẫu giấy khai báo cho từng trường hợp chuyển tải về Việt Nam để thống nhất cách hiểu, cách khai, đồng thời không gây thêm các thủ tục hành chính khác trong quá trình thực thi. Liên quan đến câu chuyện tàu câu mực cơi của ngư dân Quảng Nam phải nằm bờ vì hàng ngàn tấn mực đánh bắt về không xuất khẩu được mà chương trình đã phản ánh. Để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có giải pháp kịp thời để giúp tiêu thụ gần 1.000 tấn mực khô cho ngư dân. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thực hiện công tác xúc tiến thương mại với Trung Quốc và hướng dẫn các cơ quan chức năng của tỉnh, các doanh nghiệp về cách thức, các yêu cầu cụ thể để sản phẩm có thể xuất khẩu vào Trung Quốc theo đường chính ngạch. Trước đó, theo phản ánh của các thương lái, các thương nhân Trung Quốc vẫn có nhu cầu cao về hàng mực khơi khô của Việt Nam, nhưng hải quan Trung Quốc không thông qua do chưa đáp ứng được các yêu cầu của nước này. Vì vậy, giá mực khơi khô đã giảm từ 20% đến 25% so với giá thị trường bình quân. Điều đáng lo ngại là sản phẩm mực khơi khô nếu để lâu sẽ giảm chất lượng, giá bán sẽ thấp, thậm chí có thể không tiêu thụ được. Quý bà con thân mến, con tôm càng xanh đã có mặt trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau hơn 5 năm nay. Diện tích nuôi ngày càng được mở rộng do đạt hiệu quả cao. Năm nay là năm đầu tiên người dân thực hiện nuôi theo hai giai đoạn. Thành công khi thả tôm càng xanh giống mùa nước mặn càng khẳng định được đây là mô hình sản xuất có thể thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Biển Bạch và Tân Bằng là hai xã có diện tích nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa đứng đầu huyện Thới Bình với trên 7.000 hecta. Gần 100 hecta đã và đang vào thời điểm thu hoạch, năng suất bình quân hơn 400 kg trên 1 hecta. Không chỉ đạt về năng suất mà nuôi trái vụ, giá tôm càng xanh nguyên liệu cũng ở mức cao. Nói chung là hiệu quả thì cũng không thua gì đối với cái mùa thuận. Giá cả bây giờ nó cũng khá là ổn định. 7 tháng thì lên tôm càng á, nó độ cỡ khoảng từ 8 đến 12 con. Giá bình quân khoảng 180 ngàn một ký. Khi nuôi trái vụ, người dân đã tránh được tình trạng thu hoạch đồng loạt, thương lái ép giá. Về lâu dài, huyện Thới Bình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa. Cũng câu chuyện liên quan đến con tôm. Hiện nay, nhu cầu tôm giống chất lượng cao và sạch bệnh để cung cấp cho người nuôi tôm thương phẩm rất lớn. Tuy nhiên, chất lượng tôm giống trên thị trường chưa đáp ứng được kỳ vọng của người nuôi. Thời gian qua, tại tỉnh Ninh Thuận, các cơ sở sản xuất ươm dưỡng tôm giống đã chú trọng ứng dụng quy trình sản xuất hiện đại để sản xuất con giống đảm bảo chất lượng trước khi lưu thông đến với người nuôi. Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 498 cơ sở sản xuất kinh doanh tôm giống với hơn 1.200 trại tôm, cung cấp 40% nhu cầu con giống cho cả nước, với năng lực sản xuất hàng năm trên 32 tỷ con tôm giống. Để bảo đảm chất lượng con giống hiện nay, một số doanh nghiệp lớn đã đi tiên phong ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất tôm giống như nuôi cấy tảo thuần chủng trong hệ thống tuần hoàn khép kín, công nghệ lắng lọc nước, xử lý bằng ozone, tia cực tím, ươm nuôi trùng ấu bằng công nghệ vi sinh, ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh tôm bằng phương pháp tiên tiến. Đầu tiên là chúng ta phải đầu tư được cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho trại giống thật là đảm bảo. Cam kết là chỉ nhập tôm bố mẹ có thương hiệu sạch bệnh. Ví dụ như là chúng tôi thì nhập từ Hawaii, Mỹ. Là chúng ta phải chọn lọc đàn ấu trùng cho thật đảm bảo. Có như vậy thì con giống cuối cùng ra pot 12 thì nó mới đảm bảo chất lượng để cung cấp ra thị trường. Từ đỉnh đứng phát triển đúng đắn, sản xuất tôm giống Ninh Thuận gần đây có chuyển biến tích cực, khẳng định vị thế số 1 của cả nước và các cơ sở tôm nuôi chú trọng nâng cao chất lượng tôm giống bằng việc đầu tư thiết bị hiện đại, ứng dụng quy trình công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trên thị trường. Quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 1,9 tỷ đô la Mỹ, đây là số tiền đã chi trong 6 tháng qua để nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu thức ăn và nguyên liệu về Việt Nam ước đạt 1,894 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn hỗn hợp trong nước tháng 6 tương đối ổn định so với tháng trước. Hiện giá thức ăn hỗ trợ cho gà thịt ở mức 9.830 đồng một ký, giá thức ăn hỗ trợ heo thịt ở mức 9.085 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Giá thức ăn hỗn hợp cho gà thịt tăng 6,27%, trong khi giá thức ăn hỗn hợp cho heo thịt giảm 0,6%. Trong 6 tháng năm 2019, do ảnh hưởng bởi giá thế giới nên giá hầu hết các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều có xu hướng giảm, riêng mặt hàng cám gạo và ly xin tăng. Đồng thời kết hợp với việc dịch bệnh tả heo châu Phi lan rộng khiến việc tái đàn gặp khó khăn nên giá thức ăn hỗn hợp cho thịt heo giảm 1,14% so với cuối năm 2018. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh luôn triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước đến các đối tượng hộ nghèo, giúp họ có điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Đây là điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh được tổ chức tại xã Tân Châu. Do thời gian và địa điểm đã được thống nhất trước đó, nên khi điểm giao dịch được triển khai thì các hộ vay vốn trên địa bàn xã đều tham gia đông đủ để làm các thủ tục vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Một trong những đối tượng được thụ hưởng như vậy là hộ anh Nguyễn Thành Nam, trú tại thôn 7. Được biết trước đây anh Nam thuộc diện hộ nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn hội cựu chiến binh xã với mức vay từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Thì lần này anh Nam được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo. Với sự hỗ trợ của bên vay vốn nhà nước á, thì vay được 14 triệu để phát triển về cây cà phê. Mà bây giờ cái chương trình là phát triển thêm cây mít, cây bơ ghép thì làm để cuộc sống ngày năng đỡ hơn. Ở xã Tân Châu vài năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn cũng đã từng bước chuyển đổi trồng cà phê sang trồng sen hoặc tìm các ngành nghề phù hợp để làm ăn nâng cao thu nhập. Trong số những trường hợp như vậy, có gia đình chị Mai Thị Trang cùng trú tại thôn 7, xã Tân Châu. Theo tìm hiểu, gần 10 năm trước, chị Trang cũng thuộc diện hộ nghèo, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh cho vay 20 triệu đồng để chăm sóc cà phê, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống. Nhận thấy nghề nuôi tầm giống và ươm tơ đem lại thu nhập cao, gia đình chị Trang chuyển sang đầu tư nuôi tầm giống đến nay. Để giúp chị Trang có điều kiện phát triển sản xuất, đơn vị đã giải quyết cho chị vay 40 triệu đồng từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm để nuôi tầm giống. Do đó, kinh tế gia đình chị đã khá hơn nhiều. Hiện tại, chị Trang đã đầu tư mở rộng cơ sở nuôi tầm giống rộng 300m2. Mỗi lứa, chị Trang nuôi 270 hộp tầm giống, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mấy năm về trước, á, là chúng em cũng làm ăn thì nó cũng hơi bị thiếu vốn. Nên là có bên ngân hàng chính sách thì cũng có giải quyết cho một số là được 20 triệu. Nhưng em vay về thì cũng chủ yếu là về cái chăn nuôi này. Nhưng bây giờ mình làm thì nó cũng hơi bị thiếu vốn một tí nữa thì cũng nghe nói bên ngân hàng lại hơn thêm. Để cho chúng em vay thêm là một gấp đôi đấy. Theo đánh giá của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã giải ngân cho gần 2.200 lượt khách hàng vay vốn với doanh số gần 68 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ hiện có đạt trên 379 tỷ đồng với hơn 12.600 khách hàng dư nợ. Chất lượng tín dụng đạt khá cao, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ bằng 0,06% trên tổng dư nợ. Thì căn cứ trên quyết định số 12 của quyết định của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo lên mức tối đa là 100 triệu đồng và thời hạn cho vay tối đa đối với hai đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo tối đa lên 120 tháng. Thì qua cái quyết định này là cũng nhằm để hạn chế cái tín dụng đen tại cái cơ sở. Hiện nay, cùng với việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tập trung rà soát, lập thủ tục để kịp thời cho vay đối tượng chính sách, trong đó chú trọng các đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thưa quý bà con, câu chuyện đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.